Mỗi ngày, sạp thịt ven tỉnh Lộ 8 thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An này có thể bán hàng tạ thịt bò các loại. Ít ai biết rằng, đằng sau những miếng thịt này là cả một công nghệ tẩm ướp. Để khử mùi, khử chất nhầy và làm săn chắc miếng thịt, chủ sạp sẽ bóp thịt với một loại hóa chất dạng bột trắng mịn. Chỉ chưa đầy một phút sau, miếng thịt đã săn chắc và mùi ôi thiu thì cũng không còn. Tái đi cô. Vậy là lát nó tươi này. Nhưng mà đấy là cho này nó máu. Nhưng mà làm. Nhưng mà đấy là thuốc kia là. Cái này nó chỉ là gì? Nhưng mà cái đấy là gì? Là muối à? Muối thuốc nữa. Dạ. Nhưng cũng chẳng đáng lo ngại. Tiết trâu, tiết bò sẽ giúp chúng trở nên bắt mắt hơn. Ngay sau đó, chúng được mang ra bày bán. Một đường ống dẫn từ bên ngoài sẽ được đưa vào. Cách thức bơm nước vào heo của các đối tượng này rất đơn giản. Anh bơm con gì giá người ta chủ ta chạy anh bơm 10 ngàn con. Đây là 20 con không? 20 con. Đây là 100 ngàn một người phải rồi, 2 người. 200. Chuyến chở là bao nhiêu anh? Dạ chuyến 300. Nếu một xe vậy anh bơm vòng bao lâu? Dạ khoảng tiếng đồng hồ. Tiếng đồng hồ trong bao nhiêu con? Dạ hết cái đó là tiếng rồi đó. Bao nhiêu con? 20 dạ 20 con. Không ai biết được nước bơm vào bò và heo được lấy từ đâu. Theo các chuyên gia, sẽ rất nguy hiểm nếu nguồn nước này có chứa các kim loại nặng như arsen, thủy ngân hoặc các vi sinh vật có khả năng gây bệnh như khuẩn E. coli, Salmonella. Bốn loại cho hết vào nhau ạ. Nhiều lượng là do mình ước không chị? Ước lượng hết. Giờ bảo họ cũng không nghe. Họ làm theo tập quán của họ rồi. Đấy, dân bây giờ làm họ lâu năm, mình bán thuốc thì mình bán thì có biết hơn, có bảo, nhưng mà họ cũng không nghe. Thì tất cả dân đều làm theo tập quán hết rồi. Một thống kê mới của Cục Quản lý Chất thải và Cải thiện Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường. Trước năm 1985, khối lượng hóa chất bảo vệ thực vật dùng hàng năm khoảng từ 6.500 cho tới 9.000 tấn. Nhưng trong 3 năm gần đây, Việt Nam nhập và sử dụng từ 70.000 đến 100.000 tấn, tăng gấp hơn 10 lần. Không chỉ bội thực thuốc bảo vệ thực vật. Trước khi đến tay người tiêu dùng, những thực phẩm này còn được tẩm ướp những chất độc khác. Chỉ cần vài giọt hóa chất là tiểu thương này có thể làm chín 25 kg chuối xanh trong vòng 2 ngày. Cái này loại này thì dùng cho tất cả các loại hoa quả muốn cần chín nhanh, như ví dụ như là chuối hồng hay là xoài hay là cam quýt đều dùng cái loại này hết. Cái thuốc này mua dễ thôi, cứ ra cửa hiệu cái là họ bán cho luôn thôi. Có 1.000 một ống. Hôm trước bác gái, cháu có nhờ bác gái lấy cho cháu mấy cái thuốc giấm ấy. Nhiều ý. Cháu lấy hôm đấy cháu dặn bác đửa cháu 5 hộp. Ngang nó dính liền từng chiếc bé cơ. Cái kia là nó liền, chứ không có điều cái đó để hay dập vỡ, hay xì chảy. Đấy là hàng địa phương rồi. Cái này là, cái này của nó phải được 60 cân trở lên. 60 cân. Bởi vì cái này, cái nuôi này nó không thấm nước. Và đúng chất này cũng thích thấm ủ sống chín. Những hình ảnh mà chúng tôi ghi nhận được tại một cơ sở giết mổ gia cầm tại huyện Thường Tín, Hà Nội. Theo chủ cơ sở, những con gà này sẽ được mang đi tiêu thụ trong các quận nội thành Hà Nội. Cô ngâm bột sắt? Vâng. Mà ngâm bột sắt như thế nó nguy hiểm, có sợ không? À thì kệ mình ăn, không sợ.
Ở bên ai người ta ngâm nghệ. Sợ người ta ăn vào có sao đâu ạ. À thế à? Rồi, có nghĩa là từ trước đến nay cô ngâm bột sắt là thân bột sắt là người ta mua về người ta ăn là chưa có chuyện gì. Thế mình thì dũng phải màu phải nhạt hơn. Đây là nhà tôi, nhà nó lấy vàng như này. Khoan cho xem hai cái trông nó lên màu đều không có để không được dũng vàng như này. Đây nhà hàng nhà này nó mới dũng vàng như này, còn nhà chú thì dũng thì lấy ra để tôi chỉ cho này. Nhà chú thì dũng đấy thì tầm thế này đây này. Vâng. Chứ đừng dũng vàng. Tôi dùng lấy, tôi dùng nhà hàng lấy vàng, tôi dùng vàng, còn chú thì dùng chung chú đắt mắt. Bây giờ ai người ta dùng vậy, đều dùng một khách hết. Liệu gà thịt sẵn trong các chợ tại nội thành Hà Nội có bao nhiêu phần trăm bị những bột sắt làm vàng da? Chúng tôi đã tiến hành mua ngẫu nhiên 3 con gà ở 3 chợ khác nhau. Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia là nơi chúng tôi mang 3 con gà được mua ngẫu nhiên để kiểm tra hàm lượng sắt trên bề mặt da gà. Sau gần 2 tuần chờ đợi, chúng tôi đã nhận được kết quả đáng phải lo lắng. Tất cả 3 mẫu gà này đều có chứa bột sắt và selen, các chất bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Cơ quan chức năng đã kiểm tra và phát hiện công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi Trường Phú, km 50, quốc lộ 5, cụm công nghiệp Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương đã sử dụng chất vàng ô để trộn vào thức ăn chăn nuôi. Xác nhận của chủ doanh nghiệp, chất vàng ô được họ mua của một cơ sở kinh doanh tại số 60 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Và mỗi tấn thức ăn chăn nuôi, cơ sở này cho vào 0,2 kg chất vàng ô. Cái này mà sử dụng trong chăn nuôi là nó gây tồn dư và rất nguy hiểm đến các thế hệ con cháu chúng ta. Với 76 kg đã sử dụng thì đã có gần 400 tấn thức ăn chăn nuôi nhiễm chất vàng ô được cơ sở này sản xuất.